Xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn xa gần kính mến. Thì hôm nay cũng rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin gửi đến mọi người một cái mẹo để mình dùng cái trái dừa điếc các bạn. Trái dừa mà mình không ăn được đó, mình có thể tận dụng để mình làm được những cái công việc khác nha cả nhà. Vậy mời các bạn cùng theo dõi với mình nha. Thì cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất gửi đến cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đồng nghiệp và các bạn đang xem nha. Rồi, mời cô chú anh chị cùng theo dõi mình ạ. Rồi, mình đi lại đống dừa mình lựa trái dừa nha các bạn. Đây là các bạn thấy. Đây là dừa, toàn là dừa dừa lớn trái không à các bạn. Đây mình dùng trái dừa điếc này, trái dừa điếc này. Để mình chế thành cái món đồ mình sử dụng nha cả nhà. À, nhất là những đắng mày râu thì xem đi. Đang thấy con này cây lại mình sử dụng để mình dùng cho đắng mày râu hơi bị nhiều luôn đó các bạn. Rồi là các bạn cùng theo dõi với mình nha. Bây giờ trước mắt mình lấy cái trái dừa điếc này, dừa này nó nhỏ, còn các bạn thấy dừa người ta này nó điếc nên mình sẽ sử dụng dùng cái khác. Rồi mà các bạn cùng đi lọc với mình nha. Rồi mình lọc dừa nha mọi người. Thì mình lọc ra xong rồi mình sẽ lấy cái gáo ngang cả nhà. Cả nhà cùng đợi cùng mình. Mình đã tách nó ra nha cả nhà. Tách cái dừa ra và tiếp tục lọc ra. Lọc nó ra nha cả nhà, lọc ra. Đây, sau khi mình đã lọc xong. Sau khi mình đã lọc xong là nó như vậy nè các bạn. Trái này nó hơi tròn. Đó, các bạn làm bằng trái dừa xiêm cũng vẫn được và dừa dứa cũng vẫn được, hoặc trái dừa điếc thì cũng vẫn được nha mọi người, chứ không phải là riêng trái dừa điếc, nhưng mà mình làm bằng dừa điếc đi cho nó, tại vì mình không có sử dụng được thì mình cũng phí, mình nên làm trái dừa điếc rồi mà các bạn đi gọt sạch sẽ cho mình nha. Các bạn mình sẽ gọt gọt sạch sẽ nha cả nhà. Rồi sau khi mình đã gọt sạch sẽ rồi thì mình tiếp tục mình dạo bên trong nhà nha mọi người. Rồi mà các bạn cùng theo mình ạ. Rồi tiếp tục mình dùng cái miếng giấy nhám nha cả nhà, mình dùng miếng giấy nhám con sạch lông lá bóng. Tại vì thời gian có hạn cho nên đến khi các bạn chà chà nhám này, các bạn chà cho nó kỹ với mình nè các bạn này, các bạn thấy không, chà nó bóng nó sạch gì luôn nè, rồi đặng mình có thêm sơn lên nha. Rồi, các bạn chà chà bóng giùm cho mình nha, mình cảm ơn. Cái này mình chà hơi hơi ổng tí để cho các bạn xem thôi, rồi các bạn đến khi các bạn làm bóng giùm mình nha. Rồi đến cái khâu tiếp theo là mình sẽ lấy cái cỡ này nha mọi người, để mình xin lỗi mình dèm dòm ra cho nó lớn cho các bạn xem. Dòm nó lớn một tí. Các bạn lấy dòm nhỏ một tí các bạn. Các bạn lấy làm sao mà để cái này là làm hai cái con mắt nha các bạn, đặng mình vẽ chân mày đồ cho nó, làm cái miệng rồi cái đuôi nó nha cả nhà. Mình bởi vì mình lấy là mình lấy ở trên lưng. Đây là mình lấy ở trên lưng này ha. Để lát mình có cái đẹp và đẹp cho mình lấy tầm bậy chụp hướng cái này, lát bị nỉ ngang này mà không còn cái mặt con mèo con gì nữa nha cả nhà. Đây, mình lấy trọng tâm mình trên. Đây mình lấy này mình úp lên nha cả nhà. Rồi cái nhà xem mình sẽ làm như thế nào nữa nha. Mình canh cho ngay giữa nha mọi người. Mình dùng cái lông này mình gạch. Rồi xong nha. Cái tiếp là các bạn dùng cây cưa sắt này các bạn cưa. Cưa vòng tròn, mình lấy cái khoanh này ra nha cả nhà. Mình dùng cưa sắt mình cưa vẫn được, nhưng mà riêng mình dùng bằng máy cho nó mau nha cả nhà. Đây, mình dùng bằng cái máy này cho nhanh. Rồi, cả nhà cùng xem mình cưa lấy cái nắp này ra nha. Mình không có cái máy cưa cây, mình dùng cái cưa sắt này cũng vẫn được. Cưa cũng vẫn ok nha nha mọi người. Cưa lấy cái nắp này ra nha cả nhà. Rồi sau khi mình đã cưa lấy cái nắp này ra rồi, này nó cũng có cơm nè, nó điếc mà nó có cơm nè mọi người. Mọi người tiếp tục cạo lấy cái cơm bên trong này ra nha cả nhà. Rồi mình đi cạo lấy ra nha mọi người. Rồi sau khi mình đã cạy sạch sẽ vệ sinh phía bên trong nè cả nhà. Rồi, mình làm sạch sẽ ha. Đây ngay cái giống này nãy nè các bạn. Ngay cái giống này nãy nè. Mình dụng này mình cạy trong này, mình quẩy nó hơi mặn quá, nó bị tép cái này nè. Rồi, các bạn có làm khéo này giùm mình nha. Tại mình gấp quá làm xiết cho các bạn xem, mình cạy hơi lỡ tay nó hơi bị bể chỗ này. Rồi. Hai miếng nó đã như thế này nha các bạn đã cưa xong hoàn thành. Rồi xong các bạn lấy miếng này. Các bạn dù cho mình một lỗ nha các bạn. Đây, các bạn đánh dấu gì cho mình. Đây, các bạn dù ngay trong tâm ngay chính giữa này nè. Rồi, à, thấy không? Và các bạn đẩy cái chiều xuống gì nè nha các bạn. Các bạn đẩy tàn xong rồi cho nó ngay con mắt gì nè. Đó vậy đó, các bạn dù cho mình thêm một lỗ nữa.
cho nó cắt cái mỏ này nha các bạn, cho nó cắt cái mỏ này lên nó đẹp nha. À, mình sẽ dùng hai lỗ để mình cắt cái búp. Các bạn có thể dùng bằng cái mũi dao nhọn này nè các bạn, mấy nè, mấy từ từ không giống lắm nha mọi người. À, không? À, các bạn mấy từ từ nè. À, nè, nó không lủng nè, nhưng viên mình làm cái máy khoan này các bạn này, nè, cho nó nhanh nha. Còn các bạn có máy các bạn vẫn dùng cái mũi dao các bạn mấy giống bình thường nha. Sau khi mình đã dùi hai lỗ nè các bạn, một lỗ và hai lỗ, thì các bạn cũng có thể dùng bằng ốc vít nha các bạn. Các bạn cũng có thể dùng ốc để các bạn đưa vào đây, nhưng mà mình làm bằng cái gút ve nha, mình gút ốc nhôm cho nó mau. Còn này mình khoan lỗ hơi to một tí, mình lùi ốc lên mình xoắn lại cũng dẫn đường nha cả nhà. Riêng mình thì mình làm bằng gút đây, chọn nó vào đây và chọn thêm vào đây nha mọi người. À, rồi mọi người gút với mình, rồi các bạn thọc vào các bạn gút. Rồi xong nha cả nhà, cả nhà biết làm gì không, biết là những đắng mà rau nha mấy anh. Đây các bạn thấy không, có nghĩa là mình thế cho cái rau này nè các bạn. À, đó, đỡ tốn tiền nhưng mà mình làm thủ công chính tay mình làm, mình thấy nó có hứng cảm hứng và thú vị hơn nha anh em. Này, anh thấy không? Này, rất gọn, thằng này không cần luôn, không cần thằng này luôn, bỏ luôn, chỉ sử dụng này. Các bạn cũng có thể dùng sơn, sơn các bạn sơn lên màu đỏ, màu đen, màu vàng gì tùy thích nha các bạn. Rồi các bạn mình trang trí thêm, ví dụ như mắt nó gì nè, có chân mày nè các bạn, đây cũng vậy nè, đó chân mày, rồi lỗ mũi, đó, ví dụ gần miệng thì mình vẽ thêm đi nha, cho nó có hài hước tí nha cả nhà. Ừ, các bạn thấy không? Đây là hoàng sơn và hoàng khắc, lấy cái da hoàng khắc, hay cưa sắt hoàng khắc gì nè, rồi làm trọng mắt đen đầu ha. Đây cũng như là cái lon này nè các bạn. Nè, mình đầu tư thêm một cái nắp nữa. Đây, mình dỡ lên. Mình bỏ vô đậy lại nha mọi người. Nè, có mắt luôn, sơn màu vàng. Đã hoàn thành, đến khi các bạn làm. Đến khi các bạn đánh bóng trà cho nó kỹ rồi bạn sơn lại giùm mình nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? Mình đánh bằng giấy nhám. Nó như vậy mới được các bạn. Mình lấy nét lại gần cho các bạn xem. Vô đâu các bạn? Các bạn thấy không? Ngon bệnh lắm. Là mình khẩu cái sử dụng thằng này nè các bạn. Thằng này thì xưa rồi. Thằng này ốt dẹp quên rồi, đùa quá, sử dụng này. Rồi chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nha cả nhà. Cho xin một đăng ký, một like và chia sẻ giúp mình nha cả nhà. Rồi video của mình đến đây cũng dài rồi. Thì xin tạm ngừng và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video mới của mình nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. À, các bạn thấy hay thì cho mình xin một đăng ký, một like nha cả nhà ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.